Và tiếp theo sau đây xin mời bà con mình nghe Trận Ấp Bắc, Thực Chất và Huyền Thoại của tác giả Trương Văn Vinh, tập thứ 2. Hôm nay Việt Cộng đã lập được thành tích trong chiến tranh là đã bắn rơi được 4 chiếc trực thăng. Chiếc H-21 thứ 3 vì trúng đạn quá nặng nên trên đường về phải đáp ép buộc xuống trên một thửa ruộng cách đây vào khoảng 5 cây số về hướng Nam. Phi hành đoàn được cứu thoát bình an vô sự. Du kích của Việt Cộng đã hầu hởi khi nhắm vào một đoàn trực thăng gồm 15 chiếc, thì có 14 chiếc đã bị trúng đạn. Chỉ trừ có một chiếc UH-1C là đã may mắn không trúng viên nào cả. Phi công Hoa Kỳ chắc chắn đã tẩn mặt cho biết thế nào là lễ độ, không còn dám cười khinh khỉnh. Khi nghe người cơ phi thông báo cho họ biết là đã thấy một du kích trong vị thế quỳ một chân để bắn lên trực thăng, trung sĩ Bowers nhúng mình đứng dậy chạy phóng tới chiếc UH-1A vừa mới bị bắn rớt. Nước dưới ruộng cạn lấp sắp như kéo chân hắn lại, không cho hắn đến để tiếp cứu đồng đội. Hắn mừng thầm trong bụng, chắc Chúa đánh động hay sao mà hắn được đi chung với một tiểu đội gan dạ và nhạy bén trong chiến đấu như vậy. Chiếc UH-1A nằm nghiêng một đống bên phải, như một con quái vật nổi lên trên hồ nước, trên cánh đồng ngập đầy nước, giống như một cái đập được chắn ngang bằng bờ đê khá lớn. Nơi đó tiếng động cơ của phản lực gầm thét tức tối vì bị trớt gãy văng ra khỏi buồng máy, với cái trấn vẫn còn quay của cánh quạt chính đang bị cong vòng, chém xuống mặt ruộng trời rạc dãy dụa quằn quại như một con quái vật dãy chết. Bowers đang lo sợ sẽ bị phát hỏa và nổ tung vì số xăng GP4 vẫn còn nhiều trong giữa bụng trực thăng. Viên phi công phụ ngồi bên ghế trái chưa hoàn hồn, hắn lùi cui mò mẫm để tìm lối thoát ra ngoài và đang lom khom chạy đến mô đất khá to gần đó để tránh đạn. Bowers la to gọi người phi công phụ, nhưng nó cũng chẳng ơi hỡi trả lời mà cứ ngồi lì nơi đó như kẻ mất hồn. Hắn thấy không trông mong gì về viên phi công phụ này sẽ cùng chung phụ lực để lôi đoàn viên ra, vì còn kẹt ở trong buồng lái. Con quái vật hoàn toàn nằm bẹp lún sâu xuống ruộng, nằm nghiêng hẳn về phía trái. Cũng may cánh cửa bên phải đã gãy một phần rơi cách đó không xa mấy. Bowers cố gắng đẩy phần còn lại của cánh cửa và mở dây nịt an toàn, lôi mạnh viên phi công ra. Phi công trưởng đang ở trong trạng thái thẫn thờ, ngớ ngẩn, gần như mất hồn không còn biết gì cả. Ông bị thương ở chân vì lúc rơi ngã về bên phải, nhưng cũng còn lại được chút ít trí khôn để quàng qua vai Bowers. Cà nhắc đi vào mô đất cùng với viên phi công phụ mới vừa thoát hiểm. Bowers hấp tấp trở lại để cứu viên cơ phi, viên trung sĩ già da đen có cái tên trên túi áo là William Deal. Tiếng máy phản lực UH-1 vẫn còn nổ gầm thét, như muốn đe dọa sẽ nổ tung ra từng mảnh. Trước khi UH-1 rơi, Deal ngồi nai nịt cẩn thận, bắn trả lại với khẩu súng trung liên trong tay. Bowers nghĩ rằng, chắc khi rơi xuống đất quá mạnh nên hắn bị bất tỉnh và đang ngồi ở vị thế ngồi chổng ngược, theo vị thế khung phòng, trực thăng bị vặn uốn cong queo. Bowers nghĩ làm cách nào lôi nó ra trước khi trực thăng phát hỏa. Chỉ còn một cách duy nhất là đi từ trước ra sau và lôi nó ra ngược lại về phía trước. Bowers đạp mạnh mớ kiến nhựa vụn bể dở dang ở đằng trước trực thăng. Xong, ông leo vào trong, Deal vẫn ngồi chổng ngược, nên Bowers cho rằng Deal bị bất tỉnh vì lúc rơi chạm xuống đất quá mạnh. Chiếc nón bay bằng nhựa cứng và sợi dây nghe đang xoắn tréo vào cổ Deal, trông thấy ngồi bị chổng ngược. Bowers gỡ sợi dây nịt an toàn và sợi dây dưới cằm của Deal ra và lọc cái nón bay ra khỏi đầu của hắn để không còn vướng mắc khi phải kéo lê hắn ra khỏi trực thăng. Trong khi Bowers lọc chiếc nón bay của Deal ra khỏi đầu hắn, thì lúc đó Bowers mới phát hiện ra là vì ông đang cố gắng hết mình để cứu một người bạn đã chết mà không sợ trực thăng phát hỏa.
Điêu đã bị một viên đạn khắc nghiệt ghim ngay vào đầu và chết ngay tức khắc. Lởm chởm gần quanh đó có vô số vết đạn ghim thủng. Thình lình tiếng động cơ của phản lực sau một thời gian gầm thét, giờ thì cũng đã tắt liệm vì đã hết nhiên liệu. Chiếc UH-1A đâm xuống ruộng nước văng đầu transmission ra xa cách đó khoảng vài chục thước, nhưng may mắn không bị phát nổ. Khi Bowers vào cứu phi hành đoàn, dù sao đi nữa, Bowers cũng phải ráng gồng mình kéo lê cái xác của Điêu ra khỏi trực thăng. Bowers là người nhà quê khỏe mạnh của tiểu bang Minnesota. Thói đời thường khinh rẻ chê bai người nhà quê này nọ, nhưng thử nghĩ có được mấy nhà trí thức mà làm được những việc như Bowers đã làm. Bowers là người nông dân, nên gân guốc nổi lên cuồn cuộn, thuộc thế hệ thứ ba của dòng dõi có hai dòng máu Đức và Do Thái. Dòng họ Bowers xuất thân từ công nhân mỏ than ở North Dakota. Bowers cao khỏe, vạm vỡ hơn Van rất nhiều, còn Van chỉ cân nặng có 150 cân Anh. Dạng người Mỹ như vậy là quá mảnh khảnh, nhưng cái đầu thì nặng hàng tấn. Điêu vì quá nặng nên Bowers ì à ì ạch mãi mới kéo được Điêu ra khỏi trực thăng. Sức cũng đã cạn dần, nhưng ông vẫn tiếp tục, một tay xốc nách, còn tay kia nắm chặt chiếc áo bay màu xám phi hành của Điêu, kéo lê người chiến hữu vắng số qua khỏi phần ruộng nước, đến một mô đất cao để nhập chung với hai phi công đang ngồi bệt trên đó, trông như kẻ mất hồn. Thành lệnh có tiếng nổ ì đùng sau khi nghe tiếng rú. Dường như bazooka của Việt Cộng đang nhắm bắn về hướng mô đất mà Bowers và phi hành đang cố bám để ẩn nấp. Bowers tự nhủ, sao mình đần độn đến thế? Điêu đã chết rồi mà, mình không thể cứu hắn sống lại được. Và hắn vội thả nhẹ Điêu nằm xuống dưới ruộng khô, mà lòng vẫn còn bị cán trức vì đã không tôn trọng người vắng số. Nhưng có ai nợ trách Bowers trong hoàn cảnh phải tự bảo vệ lấy mạng sống của mình chứ? Dù sao thì Điêu cũng đã chết rồi. Bowers đang cùng ẩn núp dưới mô đất với hai phi công. Tại Hoa Kỳ, suất TV đầu tiên trình chiếu cuộc chiến nóng bỏng tại Việt Nam và đứa con trai lên 7 tuổi của Điêu. Nhà ở Mays Landing, New Jersey, nó nhìn thấy được hình ảnh của cha nó đang tham dự hành quân và bị tử thương. Gia đình Điêu cùng mọi người đang chăm chú theo dõi truyền hình khi thấy rõ chiếc trực thăng UH-1A bị bắn rớt. Thì thằng nhỏ 7 tuổi thét lên, "Coi kìa, cha tôi!" Và nó đã òa lên khóc, nghe rất là thảm thiết. 6 tiếng đồng hồ sau, gia đình Điêu đã nhận được một tin sét đánh từ ngũ giác đài bảo vệ xác nhận Điêu đã chết. Bowers trường người đến chiếc trực thăng H-21 thứ hai bị rơi cách đó không xa. Hắn thấy rõ người xạ thủ cố phi hành đoàn đang nằm núp dưới nước sau bánh xe của trực thăng. Bỗng dưng tiếng rít gió của tạc đạn hỏa pháo bazooka nổ đoành cách đó khoảng 100 thước, nhưng chỉ làm nước văng lên tung tóe. Hắn hụp đầu xuống bùn trong giây lát rồi lại tiếp tục trường đến trực thăng. Người chỉ huy của Việt Cộng điều động một tiểu đội chạy dọc xuống hàng cây, song song hướng bắc của các trực thăng bị nằm ụ, và bắn từng phát một những trái phóng lựu đến trực thăng, toàn phá hủy để làm di tích chiến thắng. Nhưng rất tiếc là tầm đạn đạo không đến được, nên chỉ phát nổ lưng chừng hoặc làm bùng nước văng lên tung tóe khi chạm nổ. Bây giờ cảnh vật đồng quê trở lại thanh vắng lạ thường, xem ra ngay đến một trái đạn rơi gần nơi đó cũng không thấy. Sự thật chẳng qua, đây là lần đầu tiên họ sử dụng súng cối, vì trái đạn này rất quý hiếm, làm gì họ có cơ hội để luyện tập. Khi Bowers vừa bò trường tới chiếc H-21 thứ hai, thì tiếng súng hoàn toàn yên lặng đến dễ sợ. Bowers suy diễn một hồi lâu. Có lẽ Việt Cộng đã tìm cách rút lui vì chúng không còn hỏa lực mạnh, và rút lui để bảo toàn lực lượng. Chúng cũng rất khôn ngoan, không dạy gì chịu bị một trận địa pháo hay phi cơ oanh kích. Người binh nhất xạ thủ trẻ đang run rẩy cố dìm thân mình xuống sâu hơn dưới nước bùng một tí nữa để tránh đạn, lấp ló đôi mắt cạnh bánh xe trực thăng. Nhìn về phía có tiếng xào xạc đang trường tới của Bowers,
trong ngoại cảnh như một con quái vật khổng lồ đang giẫm một chân nghiền nát con mồi. Bowers la to lên như muốn trấn an người chiến hữu cùng một tổ quốc đang thi hành chính sách quân dịch GI. Họ đâu cả rồi? Người lính trẻ thều thào trả lời tiếng được tiếng không. Phi công đã bỏ chúng tôi chạy theo bộ binh Việt Nam rồi. Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng bờ đê bên trái. Nhưng tôi không thể nào bỏ bản tôi một mình nơi đây. Chỉ là một chiến sĩ quân dịch GI mà còn nêu cao tình đồng đội như vậy. Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Trong lúc nguy nan này, thật cảm động và đáng khen cho tình nghĩa phi hành. Bowers ngắt lời hỏi ngay. Hắn đâu rồi? Hắn đang bị thương. Tôi không thể trèo lên đem hắn xuống vì đã nhiều lần tôi toan nhảy lên thì bị cọng bắn vào xối xả. Nên tôi phải nằm xuống nước núp lại. Vừa nói hắn vừa chỉ ngón tay về phía rừng tre trước mặt. Bowers chỉ tay về phía sau lưng, nơi mô đất mà hai phi công đang núp ở đó và bảo. Anh bò trường tới mô đất ở đằng kia, núp ở đó chờ tôi. Và anh sẽ gặp trung úy đại đội trưởng và hai người bạn anh nơi đó. Bowers uống mình nhanh như chớp phóng lên sàn trực thăng. Có vài tràng đạn súng nhỏ rời rạc bay đến nhưng rơi lõm bõm xuống nước ở đằng xa. Trên mặt ruộng, nước tạo thành những vòng tròn giống như vài con cá to đang trồi lên ăn móng. Bowers cũng lăn cuộn tròn trên sàn nhôm, cố đến gần người thanh niên trẻ đang bị thương. Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy khung phòng trực thăng bị vô số mảnh đạn xé nát, rồi không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ đến khó thở. Việt Cộng đã bỏ ý định bắn vô ích vào một chiếc trực thăng đã nằm ngã quỵ bất động trên ruộng nước từ bao giờ. Cơ phi Brahman như kẻ mất hồn bàng hoàng nhìn Bowers với đôi mắt cầu cứu, nơi cuối nhân. Nhưng trong hắn không có vẻ gì là bị thương trầm trọng. Hắn vừa mới bị trúng đạn khi anh Dũng bắn trả hết băng đạn cạc pin và đang nạp vào băng đạn thứ hai. Khi lông không cúi xuống thì một viên đạn xuyên qua bả vai bên phải, buộc hắn ngã bật ngửa trên sàn nhôm. Rốt cuộc phi hành đoàn H-21 gồm 4 người mà chả giúp gì được nhau. Bowers lấy dao cắt rọc chiếc áo phi hành dài xuống tận lưng của Brahman và đang chăm chú nhìn vào tình trạng vết thương để tìm cách săn sóc. Dường như nó không có gì gọi là trầm trọng cho lắm. Chiếc áo giáp thì lỗ nhấu nhiều vết đạn của mẫu quốc chế tạo. Xa ra khỏi viền áo là một viên đạn xuyên qua ngọt ngào giữa cánh xương bả vai, để lại một lỗ tròn đang rỉ máu. Mọi người lính chiến đấu, ai cũng phải được trang bị một loại băng cứu thương. Thế nên, Bowers chụp ngay băng cứu thương nơi dây nịt của Brahman, mở tuột ra ướp ngay vết thương. Rồi Bowers lấy cuộn băng của mình băng vào lỗ sau lưng của vết thương, cuốn quanh nơi cổ và nách để giữ chặt vết thương khỏi bị nhiễm trùng. Rồi thì Bowers nhẹ đặt lưng Brahman xuống sàn tàu để giữ vết thương bớt rỉ máu. Bowers đang suy gẫm một hồi lâu rồi đi đến kết luận Brahman phải ở lại trong lòng cabin trực thăng để được an toàn hơn. Vì ra ngoài vết thương có thể trở nên trầm trọng, dễ bị làm độc bởi nước bùn quá dơ bẩn khi thấm vào. Bowers ông Tổng giải thích cho người cơ phi trẻ tuổi và được sự gật đầu hiểu biết của Brahman. Bowers lấy bình nước của mình đưa cho Brahman hớp vài ngụm và nằm bên cạnh hắn giây lát để an ủi qua những câu chuyện tâm tình tự nhiên hơn bao giờ hết. Brahman cảm thấy quá gần gũi và thân mật với Bowers. Hắn tâm tình và dường như muốn nhắn nhủ điều gì với Bowers. Brahman vói tay qua bên cánh tay không bị thương một cách khó khăn, lấy ra trong bóp một chiếc ảnh vợ của hắn và nói, chị, tôi hy vọng sẽ được trở về nước sớm để gặp lại nàng. Với cặp mắt tin tưởng bảo đảm của Bowers, đừng có lo, anh không đến nỗi gì trầm trọng, chắc chắn sẽ gặp lại nàng thôi. Bowers nói tiếp cho hắn vững lòng, đừng có lo, chúng tôi sẽ tìm mọi cách đưa anh ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Và Bowers nói hắn nằm yên nơi đây chờ đợi. Bowers phải rời khỏi nơi đây để tìm cách cứu phi hành đoàn cũng không xa lắm quanh quẩn đâu đây. Hứa chắc không bỏ rơi hắn. Bowers bò trên sàn tàu đến cửa trực thăng.
và lăn nhào xuống ruộng nước, lại thêm một tràng đạn vô ích nổ rời rạc bay tới rơi lõm bõm xuống nước. Báo chí thường bình luận cuộc chiến Iraq rất giống cuộc chiến Việt Nam. Điều này cũng có phần hơi đúng. Lấy một thí dụ, ngày 31 tháng 10 2004, ứng cử viên tổng thống John F. Kerry, cựu trung úy phản chiến, đã phán một câu sanh dần: chúng ta đem tiền sang giúp người Iraq chứ không phải là Halliburton, một công ty do phó tổng thống Dick Cheney cầm đầu. Thì tại sao chúng ta không phải nói nhân dân Hoa Kỳ giúp miền Nam để giữ vững tiền đồn chống cộng, chứ không phải bỏ tiền ra giúp công ty Belleline Common? Trích trong tài liệu The Flying Dragons, The South Vietnamese Air Force của Robert C. Makes. Sau trận áp bắt cùng hai vụ thảm sát Tổng thống Diệm và Kennedy, công ty này đã nhận được đơn đặt hàng của chính phủ gần 10.000 chiếc Huey's. Riêng tại Việt Nam, tổng số là 7.013 chiếc. Tất cả chiếc HU-1 này phải được cải bổ thêm 4 chỗ ngồi cho hai bên hông, phía đằng sau, dành riêng cho cuộc thực tập chiến trận, như những ly dĩa bằng giấy, phải tiêu dùng cho cuộc picnic thao dược chiến trường, và sẽ dứt khoát không đem về trở lại Mỹ, coi như kết toán xong và bỏ lại tại chỗ, vào thùng rác của hiện trường. Khi nói đến UH-1 thì người ta hiểu ngay là chiến tranh Việt Nam. Mọi người ở miền Nam Việt Nam từ thôn quê cho đến vùng hẻo lánh xa xôi cũng như dọc theo dãy Trường Sơn, đồng bào thiểu số, không ai đã ít nhất một lần nhìn thấy trực thăng UH-1 bay ngang. Trước đó không lâu, Venn đã có yêu cầu nơi bộ tham mưu của tướng Paul Harkin cung cấp cho các thiết đoàn M113 các cầu di động tháo ráp dễ dàng để hành quân trong vùng đồng lầy, nhưng được lệnh bí mật của PG không cho trang bị để trì hoãn cho mất thời gian tính. Cứ mỗi lần trên L-19 nhìn xuống, thấy binh sĩ phải đi chặt từng cành cây mà lót dưới đường bùn lầy, Van lắc đầu ê chề, không còn ý chí để tiêu diệt Việt Cộng nữa. Thế nhưng ông chưa bao giờ lóe ra một ý nghĩ là dùng lực lượng bộ binh vừa thả xuống để đánh giải vây đồng đội đúng lúc và nhanh hơn. Van vẫn giữ quan điểm là không cho Việt Cộng chạy thoát về hướng Bắc. Giữ mãi trong đầu lực lượng cơ động M113 phải đến để tiêu diệt và giải cứu cho quân bạn. Đồng thời với hỏa lực hùng mạnh sẽ cày qua các làng ấp tiêu diệt hết Việt Cộng ở hai ấp này. Con người của Van vô cùng háo thắng mà quên đi quân bạn đang thiệt hại nặng và cần tản thương. Hy vọng 13 con cua sẽ tiến về ấp Bắc như tan dần trong mây khói. Lúc này Ben đang suy nghĩ về đại quý bá. Lý do nào con người hùng như đã từng chứng minh mà tự nhiên thay đổi thái độ hành quân? Chi đoàn của bá đã được chỉ định đặt dưới quyền sử dụng của sư đoàn 7 hay là lệnh từ sư đoàn chưa đủ hiệu quả, phải thêm lệnh của thiếu tá Lâm Quang Thơ mới quan trọng? Ông người sĩ quan rất trung thành với Tổng thống Diệm nữa mới chắc ăn là lệnh sẽ được thi hành. Van cũng như bất cứ người Mỹ nào cũng thường dựa vào báo chí, cho rằng quân đội, nhất là sĩ quan đều được Tổng thống Diệm chọn để chống đảo chính. Nhưng họ đã quên rằng ai là Tổng tư lệnh quân đội, vậy thì sĩ quan nghe lệnh ai? Dù rằng bá đặt dưới sự điều động của sư đoàn 7, nhưng đừng quên đơn vị gốc của mình là thiết giáp. Thiếu tá Thơ nổi giận thì cũng phiền hà lắm đấy. Điều này bá thừa hiểu. Hơn về quá khứ trong cuộc đảo chính thất bại năm 1960 của lực lượng nhảy dù. Hồi đó bá cũng là người Phật giáo, có dính dấp nhưng không chứng cớ, nên bị Tổng thống Diệm nghi ngờ giữ lại cấp bậc thiếu tá. Làm sao quý vị này hiểu nổi? Hiện đang có ba xu hướng chính trị đối chọi nhau quyết liệt, như những lời tuyên bố qua báo chí của Tổng thống Diệm, ông Cố Vấn Nhu, và lời đối đáp dứt khoát của Tổng thống Kennedy về sự kiện rút cố vấn Mỹ về nước. Sự thương lượng này có làm hài lòng siêu chính phủ hay không? Hay nói rõ hơn, chính sách có nghĩa là đi đôi với quyền lợi của tập đoàn tư bản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ba xu hướng chính trị phải đi đến một giai đoạn quyết liệt là chỉ còn cách duy nhất lấy máu để giải quyết.
tại Sài Gòn, Tổng thống Diệm không hài lòng về việc can thiệp thô bạo của người Mỹ tại cuộc chiến ấp Bắc. Thế nên, bá đang chờ lệnh của thiếu tá Thơ, ông mới dám thi hành, dù rằng ông đã nhận được lệnh của đại tá Đạm. Nếu chúng ta là quân nhân thì chúng ta dễ thông cảm hơn. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ la hét, ban thất vọng đành xuống trở lại phi trường Tân Hiệp, mong điều động địa phương quân đẩy lùi Việt Cộng ra khỏi ấp Bắc. Trước khi về đáp, ban ra lệnh cho phi công L-19 xà hai vòng trên đầu tiểu đoàn địa phương quân đang tiến về ấp Bắc, bên cạnh con suối về hướng nam của ấp. Van có thể thấy được binh lính đang chúi đầu sát vào cạnh bờ đê, nằm lấp sấp dưới bùn non. Có nghĩa là Việt Cộng đang ẩn nấp kín đáo dưới các hầm hố nơi gốc rừng tre trước mặt, hay ngồi chờ bắn xẻ trên đọt bẹ dừa. Họ hoàn toàn giữ im lặng súng, chờ binh lính miền Nam tiến vào tầm đạn tìm sát của họ. Van đoán rằng Việt Cộng có thể đang kìm chân tiểu đoàn Sài Gòn đứng yên tại chỗ, nên Van dự trù sẽ đổ một đại đội trừ sau lưng Việt Cộng để đánh thóc trở xuống về hướng Nam. Nhưng dù sao đi nữa thì tiểu đoàn cũng đang ở vị trí tương đối an toàn, nhờ vào con đê dài bên phải bảo vệ sườn Bắc. Khá xa tầm đạn từ hàng cây hướng trước mặt đe dọa tỉa xuống. Qua đó, Van cũng đoán chắc Việt Cộng đang dàn quân dọc theo con kênh đào ở cạnh bờ Tây của ấp. Ven gọi máy về cho Ziegler, bảo đại tá Đạm ra lệnh cho thiếu tá Thơ điều động tiểu đoàn địa phương quân tấn kích vào chung quanh cạnh sườn đáng nghi ngờ có Việt Cộng lẩn tránh nơi đó. Người sĩ quan tham mưu của Van cùng đồng hành với tiểu đoàn địa phương quân đang liên lạc được khi phi cơ Van bay vòng tròn trên đầu, nhận rõ chỉ thị lúc 10 giờ 20. Đại đội trừ bị sẽ được trực thăng quẳng xuống cạnh sườn Tây của tiểu đoàn. Một điều thật vô cùng lạ lùng khó hiểu, không nghe một tiếng súng nào khi cả đoàn trực thăng đáp xuống. Ngay sau khi nhảy xuống, đại đội trừ bị tấn chiếm dãy rừng dừa trước mặt. Đúng theo ý của Van và viên sĩ quan cố vấn theo đại đội, bây giờ lực lượng địa phương quân rất mạnh có thể tấn kích vào mục tiêu theo đà tiến triển của mũi dùi xung kích. Nhưng bất ngờ lệnh giật ngược của thiếu tá Thơ là phải án binh bất động. Có thể là lệnh của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, tội nghiệp cho tiểu đoàn địa phương quân, đi đánh trận mà chịu cảnh trên đe dưới búa, thật là một điều khó hiểu cho sự điều học quái gở của cấp trên Việt Mỹ. Mạng sống của biết bao nhiêu con người mà họ cứ xem như là trò chơi con nít. Sự thật, thiếu tá Thơ đã nhận chỉ thị từ Sài Gòn, Van đem một số lính Việt Nam ra nướng như vậy là nhiều lắm rồi. Thơ được lệnh án binh bất động ngay tức khắc. Thế nên khi đại tá Đạm ra lệnh, Thơ lờ đi như không nghe biết gì cả. Ở tăng liều chỉ huy nơi sân bay Tân Hiệp, tôi ngao ngán đang chờ lệnh để tản thương tiếp tế cho quân bạn, nhưng chưa được lệnh vì tình hình chưa sáng sủa. Ngồi ghế sau chiếc L-19, Van cố lỏ mắt nhìn xuống theo dõi tiểu đoàn địa phương quân thứ hai đang tiến lên từ hướng Tây Nam và lục soát từng nhà một. Trong khi đó, thiếu tá Thơ không có chút thái độ hâm nóng mặn mà nào cho cuộc tiến chiếm ấp Bắc. Trong khi một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 7 đang từ từ tiến về hướng Nam, nhưng cũng chưa lục soát được gì ở ấp Tân Thới, nằm hướng Bắc của ấp Bắc nối liền bằng con lạch. Thành lệnh trong máy nghe của Van vang lên một tràng tiếng Anh của trung úy đại đội trưởng. Van tay ấn vào ống nghe, hai bắp đùi kẹp cứng máy phát tuyến, hỏi lại thêm một lần nữa bằng bạch văn không ám hiệu. Hai đoàn viên phi hành bị thương rất nặng, cần trực thăng tải thương gấp gấp. Van ráng tìm mọi cách để giữ liên lạc, chờ có thêm tin tức. Tuy nhiên do sự cố ý âm thanh qua chiếc máy SCR-300, bỗng ngắt đứt ngay tức khắc, đánh tiếng rè rè thật yếu ớt cũng không nghe được. Thế nên những câu hỏi dồn dập của Van chỉ vô ích trong ánh mắt đỏ ngầu bực dọc của Van, hiện ra như con gà đang thua trận đá độ. Van ra lệnh cho phi công bay trở lại 13 chiếc M113, bay vòng tròn thật thấp, cũng với gương mặt đỏ ngầu như con gà teo tua xù lông, sự thất vọng mệt mỏi cũng như hơi thở muốn dồn lên lỗ tai. Khi thấy 13 con cua không nhúc nhích, như dậm chân tại chỗ,
Lúc này là 11 giờ 10, đã 45 phút nặng nề trôi qua. Từ khi chiếc HU-1A bị Việt Cộng bắn lật nhào một bên, Van đã gọi đại quý Lý Tòng Bá, mau mau dùng khối bức tường thép di động M113 đến khẩn cấp để giải cứu cho phi hành đoàn bị thương. Nhưng đại quý Bá lại dám đủ can đảm từ chối sự hợp tác tiếp cứu này. Tại sao? Tập thứ hai đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ ba.